Kính thưa quý vị thầy cô, ban giám khảo và các bạn xin mến, em tên em đại diện cho lớp thi đội thứ hai tham gia vào cuộc thi hoa kia ở thầy cô ngày hôm nay. Cô nhớ cái ngày nào mình nói hôn, cái tay đàn mình có lên mình chiếc áo úa vàng mang đậm chất hôn. Ngày về ai em mới chẳng biết thế, cây đàn đã cơ trụ chỉ còn cao đáy là cái lá. Thành ca thường ngày vốn như cô là đi trên hàng trời đồng, hương hoàng đẹp chiêu lên ngắm trời xanh. Cung giáo con họ của năm 10 đưa lên một khắp vội vã, cái xin chi lạc của năm 11 cứ thế mà đến, thông báo thức về, chúng ta vô tình nhận ra. Mùa đông có cái quyền với cái lạnh hối xưa, khi con người ta bị dàn mà chém ghép, khi phá ra cũng có, từ các ngày 20 tháng 11 cũng dễ dàng cách khỏi lòng người. Thật thử Việt Nam có câu, muốn sang thì bắt cầu điều, muốn con hay chữ và yêu chúng thầy. Cả một quãng đời người dài, ai mà chẳng nhớ đến cái ngày mà được gọi là ngày nhà giáo Việt Nam, thay nghĩa những thương nhà giáo Việt Nam, là một ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội mình cũng làm giáo dục và làm ngày nhà giáo, ngày con sơ tự nào, ngày một cách tôn vinh những người giáo viên, chính là lúc mà các bạn học sinh như chúng ta có dịp bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn phản tâm xuất sắc và dạy dỗ. Thầy cô là hai từ ái được phát lên vô cùng thiêng liêng, là những người không chỉ hy sinh công sức và thời gian của mình, mà còn dành trọng cả tình yêu thương, quan tâm và tự bảo vệ cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước các xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ái thương ghét nhìn ra cuộc đời với sự bản chất và tình yêu của thầy, của cô. Thầy cô còn là những người lái đò, ưng mầm không hẳn. Lần xưa em đã như tôi bắt đầu để dùng một thời đã xưa về người chờ chẳng bóng đưa mặt cháu được bóng được thơ lên nhiều đồng hành những chuyến đò quốc tế mà gặp đến anh đến đây thành dạy cho chúng em. Thầy cô là những người rất là nghĩa mà chiều lái đưa chúng em đến những khi các cô bạn những năm tháng ấy tôi đây các ngọn các tháng này mà có đêm và những sáng các buổi theo bạn cách sợ là nhưng người đã tỏi cứ vẫn mãi không nhớ tới việc vậy rồi. Nhiều thời gian mình nghĩ tôi qua những bài giảng sẽ cố dành dọn cả đêm tặng người của bọn em ngày mai lên lớp bọn trở thành những hành trang vững chắc cho chính anh cấp tắm bay xa bay cao bay đến phá gọi là ước mơ để thành đại họ sức khám phá và ngọn lửa tâm huyết thành phố với chúng em phá gọi là thế giới những điều mới lạ nếu như không có lần nữa khi mà trên học sinh của mình thì liệu họ có tặng tình hay sinh nhiều như vậy được không? Vì thế mà người ta thường nói thầy cô như người mẹ, người cha ai dạy cho em từ cái nhỏ nhặt nhất, từ cái cách làm bút đến tất cả những phần các chữ cái dạy cho em những điều hay hiện tại người cô dạy những tác phẩm cho chúng em. Chúng em một cái mẹ nào biết về các cây rất mênh mông đa la. Chúng em có những ước mơ mong muốn xa vời, muốn được thực hiện, muốn được cảm nhận. Thầy cô là mọi người xa vời đã mới cho chúng em giác những kiến thức mới lạ để rồi chúng em có thể tinh thần ngày chạm đến nó. Chúng mình những đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa kịp hiểu biết để ra làm về thầy cô phải buồn, phải lo lắng, cứ mỗi sự nhận cảm đầu lo lắng, lo lắng từ thầy cô. Nhưng thay vào đó, thầy cô lại âm thầm dạy dỗ chúng em, cho chúng em biết chúng em đã làm sai ở đâu, hoặc là dạy dỗ như thế nào. Thời gian cứ thấm thoát mà tôi đi cứ đến ngày 20 tháng 11 của năm còn phải học sinh trên các tấm nước Việt Nam và nhiều việc còn làm ngày ngày giáo Việt Nam. Những nỗi vất vả nhọc nhằn của những người làm ngày giáo. Giờ đây, được tình đã từng có những lời chúc vô cùng ý nghĩa từ của những người học trò mà trước khi mình đã điều bộ. Hay những đứa trẻ đã được ưu mầm, đỏ vang. Trên khuôn mặt của họ lúc bấy giờ làm đỡ một người cười chắc, chứ có những nỗi xúc động hạnh phúc. Cuộc sống có biết bao thay đổi, con người vì mình về những công việc mà dần với thế cao anh của cuộc sống. Nhưng người đến nhà đâu là phải một cái tình cảm của người thầy người cô dành cho học sinh không yêu. Tình cảm không yêu, có ý với người nào, tình yêu tôi nói cho sự đó có ngày của biết bao người học sinh em biết cả cuộc đời đi nào. Nhớ một hai, tôi không còn là một đứa trẻ, không còn sự dịu dàng không năng, đợi của nhà trường thầy chống chỉ không lên đâu. Làm sao có thể quên con ôi sao mình là tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh của mình những đứa con mà họ coi như nhớ nhỏ như một phần của cuộc đời. Vậy rồi nhờ con ơn vị lỗi đấy mà ngày hôm nay chúng em được đứng ở đây được bày tỏ hết lòng mình đến các thế thầy cô giáo những người yêu mầm người lấy đạo tận tụy. Chúng em giờ đây đã là học sinh lớp 9 những ngày tháng mới chập chững bước vào trường cũng qua đau bàn tay dìu dắt của thầy cô. Chúng em tin rằng ngày mai chỉ có ra thế hệ
tổ chức sự nghiệp giảng dạy của các thầy, các cô ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 20 tháng 11, là đến thứ tư, chúng em được chứng kiến ngày Nhà giáo Việt Nam của ngôi trường cấp 2 này. Em đang về những điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất chỉ đến với những người cha, người mẹ của ba bạn học sinh. Lời cuối cùng, em xin chúc quý vị thầy cô cùng các giám khảo một ngày tốt lành và buổi lễ thành công tốt đẹp.